Hôm nay giới thiệu tôi nghe một cá thể hơ mông cọc đuôi, giới tính đực màu đen. Ở ngực có mấy sợi lông trắng, còn lại đen xì hết, đốm lưỡi. Đây là một cá thể đực. Chó được tầm khoảng 55 ngày tuổi. Đây anh em có thể nhìn thấy rất rõ. Tịt ạ. Vâng. Đuôi đấy. Đó, đây là đuôi đây. Bảo hành đuôi chuẩn nhá. Quay từ xa cho anh em dễ nhìn. Đây. Đầu thủ ok. Đúng lưỡi. Anh em ai có nhu cầu xin liên hệ 01272 191212. Nick Facebook Mai Ngọc Sơn. Chó chuẩn gốc bản hơ mông Hà Giang. Vâng, xin chào tất cả anh em, hẹn gặp lại những clip lần sau. Đây. Đuôi rất đẹp, đuôi cọc tịt rất đẹp. Rồi, xin chào anh em.